có mời thêm Linh làm khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Các cậu thì đã biết Linh qua các video cọ khô này, video MT Products này, và có xuất hiện một ít trong video trang điểm mùa hè của tớ trong năm nay nữa rồi. Và để ăn mừng việc Linh đã được bổ nhiệm làm giáo viên thì hôm nay tớ và Linh sẽ cosplay theo chủ đề Back to School. Yeah. Tung. Chủ đề của video chúng ta ngày hôm nay không phải là vấn đề làm đẹp cho khuôn mặt hay là làm đẹp cho body, mà là làm đẹp cho cái dạ dày. Tớ với Linh sẽ nếm thử các món đồ ăn vặt của Philippines, được cô bạn người Philippines của tớ tuyển chọn. Thank you Marilyn, we are gonna enjoy them. Thank you. Đây là cái thiệp của Marilyn gửi cho bọn tớ. Ở trong này có ghi là with love from the Philippines, XOXO Mary aka Doll Up Mary. Và cái YouTube channel của bạn ý tên là Doll Up Mary Philippines. Nếu cậu quan tâm đến các video làm đẹp của các beauty blogger nước ngoài thì hãy subscribe YouTube channel của Mary nhá. Bạn ý là một người rất là nhiệt tình, sôi nổi và dễ thương. Ok, món đầu tiên mà chúng ta có đó là món Thin and Crispy Banana Chips. Oh, đây là món bim bim chuối của Philippines. Có vẻ như là các nước Đông Nam Á thì rất thích hai món gọi là gì nhỉ? Hoa quả sấy. Kiểu nhiệt đới, kiểu chuối hay là xoài ở Thái. Tôi thấy rất nhiều món được làm từ món xoài. Còn Philippines thì chúng ta có chuối. Cái gói nó như thế này. Ở đây toàn tiếng Anh nhỉ? Ừ, tại vì Philippines nói nhiều tiếng Anh lắm, toàn dân biết tiếng Anh. Công cụ ăn uống của chúng ta ở bên trong trông như lai, kiểu nó bé bé xinh xinh thôi, nhìn ngoài hình có vẻ được tình các miếng khá là to. Đây, tao cho mày ăn miếng vinh dự cô giáo tương lai. Rất thơm, cũng giống chuối sấy Việt Nam nhưng mà nó kiểu nó làm miếng mỏng hơn ấy. Đây, trông miếng nó như là bé tí này thôi. Vị thì có vẻ rất là giống với cả Vietnamese, chuối khô của Vietnamese. Công nhận luôn à. Nói chung là ngon. Cái này nó bùi hơn cái của Vietnamese. Ừ. Nó không bị cứng bằng cái của Vietnamese. Chắc là do nó sắp cái miếng này mỏng hơn nên là dễ ăn hơn. Vietnamese ăn thì ngon nhưng mà kiểu mỏi răng ấy. Để đây, thì ăn tiếp. Philippine brand Dried mangoes. Đấy, đã bảo rằng các nước Đông Nam Á rất là thích sử dụng các nguyên liệu kiểu chuối với cả xoài vào trong các món ăn vặt của mình. Đã bảo ở đây là căn nhà của món xoài chính gốc. Thật à? Mình tưởng xoài ở đâu cũng có. Ừ. Rồi. Cứ trò thế đây. Đây, trong cái gói này như này. À, cái này sáng rồi. Đây, cái miếng ở trong trông như thế này, to hơn cái miếng chuối lúc nãy. Khủng long, mày tay nó một miếng. Nào, xin mời. Nào, một miếng cũng rất là mỏng. Ừ, cái này đúng kiểu miếng xoài, kiểu chỉ cần gọt ra là nhét vào đây. Kiểu không là gì hết ý. Và bên ngoài hình như có một lớp đường nữa. Ừ, kiểu đường bột ý, không phải là đường. Nó cũng không bị ngọt quá nhỉ. Nói chung mà qua hai món thử thì thấy là kiểu nó ghi ở ngoài là món gì thì ăn vào đúng cái vị đấy luôn. Kiểu bim bim chuối thì có vị chuối, xoài thì đúng là ăn miếng xoài. Cảm giác như đang ăn Vietnamese phiên bản Philippines. Nhưng mà mày thích chuối hơn hay là xoài hơn? Chuối ăn nhiều sẽ không bị ngấy bằng, bởi vì xoài ngọt hơn nhiều. Ừ. Cho nên ăn cái này chỉ 1-2 miếng thôi. À, thêm một gói chuối nữa. Thêm cái gói lúc nãy rồi. Ừ, như nhau. Hai gói như nhau. À, cái này ngoài... Nhầm, không phải đâu. À, đúng rồi. Ừ. Hai gói này nó đều ghi là nhúng mật ong. Tức là cái này có vừa có chuối vừa có mật ong nữa. Ok, thế là xếp
giữ gói này lại để lúc nào chán ăn tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua món tiếp theo. Cái này trông rất là lạ, của hãng House of Honvoren, viết tắt là Hope. Và nếu mà nhìn ở ngoài ấy, thì trông nó như kiểu một như kiểu lương khô. Như kiểu lương khô. Khi nó là lương khô thật. Chắc là lương khô thật đấy. À, nó là kẹo sữa. Đâu, nó ghi là kẹo sữa bột. Kẹo sữa bột. Mới lạ nha. Ở trong nó như thế này. Tớ cứ tưởng nó sẽ có kiểu một cái hộp ấy, nhưng mà hóa ra nó sẽ có những cái miếng như kiểu cái kẹo như thế này này. Đấy, còn cái hộp thì trông nó như này. Sờ vào mềm lắm. Như kiểu nó bị vỡ ra rồi ấy. Của nó không bị vỡ, nó kiểu dẻo dẻo, sờ thử này. Ừ, không, ta làm vỡ nó rồi. Cũng ly cái. Yeah. Đúng thật. Nó như kiểu cái chất liệu của nó ấy, nó như là cái bánh đậu xanh này, nhưng là cái này như kiểu cục đất ấy. Chúng ta sẽ ăn cục đất. Có mùi sữa, thơm lắm. Vỡ. Ăn cái này lạ lắm. Nó không phải giống như kẹo sữa mà mọi người tưởng tượng đâu. Nó giống như là nó hơi có vị mặn mặn thế. Nhưng mà mùi vị thì rất quen, nhưng không phải kẹo sữa. Không thể nói ra được cái đấy là cái gì. Mà ta thấy hình như có hơi cảm giác là kiểu bắc. Thật á? Thuốc bắc, lương khô. Nhưng mà ăn nó cũng lạ nhỉ? Cũng lạ. À, mình cần cái này. Có cashew là cái gì? Có gạo này. Cookies and cream. À đâu, đây là những loại khác của cái cái okay. Cũng có đường, sữa, bơ, margarine. Thế mà nó cũng không nên... Toàn là sữa. Nó lại rời dần dần này nhỉ, hơi lạ. Beta carotene, vitamin A. Có lại cần kiểu chất dinh dưỡng. Cái gì mình đoán là... Cái này chắc là kiểu cho trẻ con ăn đúng không? Kiểu... Thực phẩm chức năng. Chết rồi. Thôi ăn cái này cần phải có nước. Khát nước quá. Thank you. Tạo dụng cái này mà phẩm chức năng ấy. Thì ăn một hai hôm đầu rất thích, nhưng mà chỉ sợ không trụ được đến mấy ngày sau. À, lại còn một cái kẹo nữa cũng của hộp. Đây, xem nào, đây là vị gì? Đoán đi. Đây là vị... Không biết. Không chờ ghi gì cả. Xem nào. Mình dựa vào cái hộp này nha. Màu nó với cái màu. À, nó là màu tím. Purple yam. Đúng rồi, ở đây nó cũng ghi này. Purple yam. Yam là cái gì? Mình đoán là một loại khoai. Hình như thế. Thôi rồi, chúng ta cứ biết là một loại khoai nha. Nào, ăn tiếp nào. Không bóc chưa? Thôi để tiết kiệm một cái mình sẽ ăn chung với bạn nào. Sao mày kém cỏi hay đến một cái kéo không bóc một. Vì không hiểu sao. Em mày dạy ai được? Tao rất lo cho tương lai những đứa được mày. Hay nhỉ, tao có dạy con kẹo đâu. Tương lai. Nhưng mà có vẻ như là snack của Philippines ấy, thì bao bì rất là khó bóc. Không, cũng không nên nói thế mà, bình thường mà. Thôi được rồi, cứ cho là tao kém. Chấp nhận sự thật đi. Cái này vị thơm hơn nhiều. Ăn nó lạ lạ. Đùa kia cũng lạ sẵn rồi. Nó không còn vị lương khô như kia nữa. Chắc kiểu cái kia mùi vị sữa nó vẫn hơi bị quen ý. Còn cái này thì là mùi vị mới hoàn toàn. Tiếp theo một món trông nó mới nhìn thấy cảm thấy giống kiểu cái quả ở Việt Nam. Đây, tại vì nó có hình kiểu kim tự tháp như thế này. Với cả cái bao bì giấy bóng kính ý. Làm lên đường đến cái quản ở Việt Nam hồi xưa. Trông vui nhỉ. Đây là quản Philippines. Nó có tên là Tawarayema. Đấy, tên nghe về rất là Ấn Độ. Mình nghĩ cái này cũng là một cái loại snack truyền thống của Philippines. Giống như quản của mình cũng truyền thống. Bạn Mary bảo là cái này hình như là đường sugar cone hay là cái gì ấy. Kiểu tháp đường ấy. Không, tao không hiểu lắm. Nhưng
Đây, chuẩn bị tinh thần nó sẽ rất ngon. Phở nó cũng hơi bị kiểu khó hiểu ấy. Ăn nó như kiểu ăn cái cục đường vào mồm ấy. Mà lại có vị khác, không phải vị đường nữa nhá. Thơm. Ừ, nó kiểu hạt hạt đường ấy. Ừ. Nhưng mà nó vẫn có cái vị kiểu vani à. Vani á? Không, nó sẽ hơi giống vị của cái kẹo sữa hốt. Cái kẹo vàng bàng ấy. Nó hơi giống vị như thế. Mà cái này ngon hơn, có cái ngon hơn. Ừ, cái này ngọt hơn với cả nó không bị bột bằng. Thực ra khi ăn ấy, cái cảm giác ở trong mồm mình cũng quan trọng chứ. Không chỉ đơn giản là vị. Kiểu hơi lạc xạ. Bùng nổ vị ra. Trong càng ăn càng thấy giống cái vị sữa của Việt Nam ấy. Ừ. Vị sữa gì nhỉ? Kẹo sữa. Kẹo sữa gì mà đang rất nổi trên mạng nhỉ? Kẹo sữa Milkita được làm sữa. Có khi nào Hope sẽ liên lạc với mình nhờ quảng cáo nhỉ? Kiểu sẽ tấn công vào thị trường Việt Nam. Cái gì? Mày ăn nốt cái này đi. Sao? Ở dưới nó có nhân khác. Ở phần dưới đáy cái kim tự tháp. Nó có phần kem. Nhưng mà cái cụm cắn về phần đấy sẽ kiểu Được không? Lúc đầu cứ tưởng là nguyên cái tháp đấy chỉ có cái kiểu một đống đường đắp vào như thế. Thì bọn tôi nghĩ nó chỉ như thế thôi. Nhưng mà đến lúc ăn đến cuối thì mới thấy là ở trong người ta có một cái phần rỗng rồi người ta bơm kem vào. Được. Còn đây là món chốc nắp. Kẹo chốc nắp ngay thì đã có vẻ là kẹo sô-cô-la có hạt ở bên trong rồi. Đây, trông là như này. Mini. Mày biết trông nó giống cái gì không? Củ gạch. Đây, trông nó như không, không phải giống sô-cô-la, giống củ gạch. Đấy, đây là củ gạch của chúng ta. Ý, đừng bắt mặt Linh nữa. Đấy, đây là củ gạch. Đây là Choco Brick. Mình ăn thử rồi. Nói chung là không rõ vị sô-cô-la mà rất rõ vị lạc. Vị lạc thơm lắm. Kiểu tức là vị trong mồm thì là sô-cô-la nhưng mà mùi thì là mùi lạc. Chúng là từ nãy giờ ăn nhiều đồ ngọt quá. Ừ. Không biết có phải là do dân Philippines thích ăn đồ ngọt không, hay là các món mà Mary chọn cho tới thì đều là đồ ngọt, do vậy thì ăn đồ ngọt. Chắc thế. Nhưng mà kiểu gần như là toàn bộ những món mà bọn tớ ăn hôm nay thì đều có vị rất là ngọt. Kiểu độ ngọt nó càng ngày càng tăng tiến dần ấy. Kiểu cái kẹo chuối nó còn hanh hanh nhá. Lẽ mình nên quay cái xoài nó bắt đầu. Rồi đến kẹo sữa. Rồi cái kẹo tím tím này thì còn đỡ, nó mặn hơn một tí. Rồi chúng ta lại xông thẳng vào cái kẹo sô-cô-la. Siêu ngọt. Hết rồi. Thế là bọn tớ đã ăn hết, thử hết mấy cả các món. Một món này, hai này, món này, ba món này, tháp tháp là bốn, kẹo tím là năm, sô cô la là sáu, tức là bọn tôi đã tổng ăn tổng cộng sáu món ăn nhỉ? Vật của Philippines rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bình chọn. Và Linh thì đều không ăn ngọt quái nên có lẽ là bọn tôi sẽ dành điểm cho món đầu tiên mà bọn tôi ăn là món chuối. Món thứ hai mà bọn tớ thích. Thứ hai à? Thật ạ? Nhưng mà tao thấy món kia có kiểu yếu tố bất ngờ. Ok. Thì đây là món thứ hai của tớ. Mang gầu. Đây là món thứ hai của tớ bởi vì nó khá là kiểu vui. Nó nghịch ý, kiểu lúc đầu cái cậu ăn phần định thì sẽ không đoán được là ở bên dưới nên nó sẽ có phần kém. Rồi. Và hai cái món kẹo sữa thì ngang nhau. Và cuối cùng là món choc nuts bởi vì nó ngọt quá. Không phải, mình nghĩ là do tại mình ăn cái choc nuts cuối cùng. Nhưng mà bản thân nó cũng ngọt cơ. Nhưng mà có vị lạc rất là thơm. Mình đánh giá cao cái vị này. Ok. Thôi rồi, bây giờ bọn tớ sẽ Ăn nốt món này. Tớ nghĩ là cái video này nó khá là thú vị bởi vì những cái món ăn vặt này không phải là do bọn tớ tự tay chọn lựa thì có thể nó sẽ không được chuẩn là những cái món ăn được người Philippines yêu thích ý, mà nó được chọn bởi chính tay một người Philippines gửi đến cho bọn tớ, cho nên chắc chắn đây sẽ là những cái món ăn vặt mà nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn ý, để bọn tớ có thể nếm thử và có một cái nhìn tổng quan về cái gu ăn uống của các bạn trẻ Philippines. Và tớ nghĩ là
Về nói chung thì cái gu ăn uống các bạn Philippines cũng khá giống Việt Nam mình nhỉ. Cũng có khá là nhiều món nó tương đồng với món của Việt Nam mình. Ví dụ như là hai món chuối và xoài thì khá là giống mấy món của Vietnamese. Nhưng mà tôi thấy cái nào vị là nó lạ, có vẻ tinh tế hơn một tí thôi. Món lạ nhất thì có lẽ là đối với tớ thì là cái món này. Và Mary cũng quảng cáo khá là nhiều về cái món này. Vậy bảo đây là món ăn truyền thống của Philippines cơ, có vẻ nhờ. Trong số các món ở đây thì đây là món cổ xưa nhất, kiểu như món oản ở Việt Nam vậy. Nhưng mà thời xưa người ta đã có cái này chứng tỏ ngon phết nhỉ. Ờ, tại vì Philippines cũng kiểu giao thoa với phương Tây nhiều mà. Đấy, kiểu hồi xưa Tây Ban Nha, dân Tây Ban Nha hồi xưa nhiều. Nghe bảo cái thời bố mẹ mình mà có kẹo là đúng là quý lắm. Ờ, đã thế đấy, kiểu bơm kem trong ấy, chất. Đấy, nói chung là tớ khá thích cái món đấy. Có vẻ như là Philippines tân tiến hơn chúng ta một chút trong khoảng đồ ăn vặt. Nhưng mà nói chung thì những cái nguyên liệu của họ cũng khá là giống với nguyên liệu của Việt Nam, cũng vẫn là những nguyên liệu quen thuộc, xoài, chuối, sữa, sô-cô-la. Đấy, nói chung cũng chỉ quanh quẩn như thế thôi, nhưng mà nó có những biến thể khác nhau. Và hôm nay rất vui là bọn tớ đã có cơ hội được thử những cái món ăn vặt đấy. Và ngoài việc cảm ơn Mary một lần nữa ra thì xin chúc mừng Diệu Linh sắp được trở thành cô giáo. Tuy nhiên lại là một cô giáo không biết mở kẹo. Chúc các em học sinh tương lai của Diệu Linh may mắn và sau này ra đời sẽ biết cách mở một thanh kẹo như thế nào nhá. Bây giờ thì bọn tớ phải đi rồi để có thể xử hết đống đồ ăn vặt này trước khi cho nó bị hỏng. Ok. À, nếu các cậu thích video này thì hãy cho nó một like. Nếu các cậu chưa subscribe channel của tớ thì phải subscribe ngay lập tức. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.